Xin chào mọi người, thì hôm nay Tiền sẽ giới thiệu mọi người một chiếc Accent màu trắng mới về bên Tiền luôn ha. Rồi thì bên cạnh Tiền đây là chiếc Accent số sàn bản full ha mọi người ha. Chiếc này được sản xuất là năm 2019 nè mọi người. Chỉ mới đi có 29.000 km thôi. Thì Tiền công bố giá bán luôn ha. Chiếc này bên Tiền đang bán với giá là 429 triệu. Thì bữa giờ các anh chị nào mà đang hỏi Tiền một chiếc xe Accent màu trắng á, thì hôm nay bên Tiền về được một xe. Nếu mà anh chị nào thích á thì đến sở hữu ngay ha. Rồi bây giờ mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe ha. Rồi, xe này đời 2019 cho nên là bên Tiền có hỗ trợ cho các anh chị là vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng ha mọi người ha. Đó, mọi người nhìn sơ giùm Tiền ha. Màu trắng. Rồi, xe này biển Sài Gòn nha mọi người nha. 51H04968. Biển số khá là đẹp ha mọi người ha. 7 nút mà lại còn là lọc phát nữa. Rồi, kiểm tra lốp giùm Tiền nha. Đây, lốp còn rất là mới nha mọi người nha. Đó, chỉ mới đi có 24.000 thôi. Vỏ này là vỏ Hanh Cúc ha mọi người ha. Vỏ zin theo xe, vỏ Hanh Cúc ha. Để Tiền tìm cái đáp coi vỏ này vỏ năm bao nhiêu nha. Vỏ này vỏ 2019 nè mọi người. Đó, nhìn giùm Tiền cái phần mâm luôn nha mọi người nha. Mâm thì không có bị trầy xước gì hết, còn rất là mới nha. Rồi, vỏ này theo Tiền thấy là mới chắc tầm khoảng 95% luôn á, hơn á mọi người. Rồi, tay nắm cửa thì được mạ chrome ha mọi người ha. Có nút mở cửa một chạm luôn nè mọi người. Có dán phim cho mình rồi luôn nè. Rồi, kiểm tra giùm Tiền keo chỉ cửa nha. Đó, mọi người nhìn ha. Xe bên Tiền thì luôn cam kết với mọi người là xe không có đâm đụng hay là ngập nước gì hết, cho nên là mọi người yên tâm ha. Đó, nhìn giùm Tiền phần ốc chân cửa phía trước luôn. Rồi, ốc chân cửa phía sau ha. Đó, bốn vỏ xe đều là bốn vỏ zin theo xe hết nha mọi người nha. Đó, mâm lốp theo xe hết đó. Rồi, ở đây thì có trang bị cho mình là bốn cảm biến lùi nè mọi người. Đó, có cam lùi cho mình luôn ha. Đó, rồi, để thì mở cốp cho mọi người xem nha. Rồi, nhìn sơ giùm Tiền phần ốc cốp trước đi nha. Ốc cốp nha. Rồi, đánh một vòng keo chỉ giùm Tiền luôn ha. Bốn ốc cốp còn nguyên nha, chưa có bung tháo gì hết nha mọi người nha. Rồi, xe mới về cho nên là Tiền chưa có dọn gì hết trơn, còn để nguyên lên trên đây nha mọi người. Đây, đây là lớp dự phòng ha mọi người, còn mới 100% chưa chạm đất nha. Đầu nghề còn nguyên luôn ha mọi người ha. Đấy, đầu nghề còn đầy đủ nha. Rồi, báo trùm xe cho mình luôn nè mọi người. Rồi, ok nha. Rồi, mình kiểm tra nội thất ha mọi người ha. Rồi, thì xe này đã được chủ trước lên cho mình một bộ ghế da với tông màu là kem và màu cam á mọi người. Cam ha. Bạn xe này thì nếu mà xe nguyên bản của nó là ghế nỉ ha mọi người ha. Đó, lên cho mình ghế da nè ha. Đây, sàn thì trải simili cho mình nè nha mọi người nha. Đó, có hộp gió làm mát hai ghế phía sau ha. Có mộc trần cho mình rồi luôn nè mọi người. Đó, ok ha. Đó, rồi cho mọi người kiểm tra keo chỉ cánh cửa này luôn nha. Rồi, rồi tiếp theo ha mọi người ha. Ôi, còn mới quá. Đây là chìa khóa của nó đó mọi người, chìa khóa của nó đó ha. Rồi, nhìn sơ cái phần vô lăng trước giùm Tiền. Đây, không có bị trầy xước ha, những tính năng trên xe ha. Đó, rồi, nhìn giùm Tiền cái đồng hồ luôn. Đây, cái mặt đồng hồ chủ xe trước mình còn chưa gỡ cái miếng keo ra luôn nè mọi người. Còn miếng keo của nhà máy luôn nha mọi người nha. Đó, rồi nhìn đồng hồ giùm Tiền ha. Xe thì đã đi được là 27.923 km ha mọi người ha. Đó, rồi, nhìn qua phía bên này giùm Tiền luôn ha. Bên này thì có trang bị cho mình là màn hình nè mọi người. Màn hình cảm ứng ha.
sơ những cái tính năng phía bên này dành tiền ha. Đó. Rồi đây thì học đựng đồ nha mọi người nha. Đó. Rồi mọi người nhìn sơ cái phần nội thất phía bên này, cái nữa là mình ra phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha. Rồi, đi ha mọi người ha. Đèn tắt máy. Rồi. Mọi người nhìn sơ cái phần nắp capo trước giùm tiền nha. Đó mọi người nhìn nha. Đó. Rồi, mọi người nhìn sơ với phần ốc chân đèn này giùm tiền ha. Đó, còn nguyên chưa có bung tháo gì hết nha mọi người nha. Rồi nhìn sơ vào phần ốc máy giùm tiền luôn ha. Đó, còn nguyên zin hết nha mọi người nha. Những chi tiết còn sơn luôn á mọi người. Đó, những cái phần ốc này còn sơn hết nè mọi người. Đó, chủ xe trước có độ cho mình cái cầu ô tô ha mọi người ha. Đó. Rồi, ok nha. Rồi, thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha mọi người ha. Thì đây là chiếc Hyundai Accent số sàn bản full ha mọi người ha. Chiếc này được sản xuất là năm 2019 là mọi người, đi được 29.000 km. Thì chiếc này bên tiền đang bán với giá là 429 triệu. Rồi nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này á thì liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha mọi người ha. Thì chiếc xe này thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị là vay ngân hàng được 70% dựa vào định giá của ngân hàng ha mọi người ha. Rồi thì ngoài chiếc xe này ra thì bên tiền còn rất là nhiều xe với nhiều mệnh giá khác nhau. Thì giá bắt đầu tầm khoảng 200 mấy thì cũng có xe luôn mọi người, 300 mấy, 400 mấy thì cũng có xe hết. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái video của tiền ha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh theo dõi tiền ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.